Lào Cai được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nhiều loại dược liệu quý có thể làm thuốc. Ý thức được tài nguyên thiên nhiên không phải là vô tận, nên việc khai thác gắn với bảo tồn các loài dược liệu quý luôn được nhân dân các dân tộc ở Lào Cai coi trọng. Qua đó góp phần bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên, tạo sinh kế bền vững và hiệu quả. Nắm trong tay nghề làm thuốc gia truyền đã nhiều năm, chị Lò Quỳnh Hoa ở thôn Tả Ngảo, xã Bản Qua, huyện Bát Sát luôn trân trọng mỗi khi khai thác các loại thuốc quý trong tự nhiên. Lúc thu hái chị luôn để lại gốc, không khai thác cây con, phát dọn cỏ để cây tiếp tục tái sinh phát triển. Nhiều giống dược liệu quý còn được chị đem về trồng trong vườn nhà thành công. Điển hình như những cây cây lá tắm mà chúng tôi có thể trồng được dưới vùng thấp này, như là cây đìa búa và những cái cây thảo dược dành cho sỏi thận và bệnh gan, như là cây kim huyền thảo và cây rành rành. Luôn vận động bà con nhân dân là đối với những cái nguồn dược liệu mà có thể trồng được tại gia đình hoặc là mở rộng trồng ở địa phương thì sẽ nhân giống và chăm sóc trồng để sử dụng được lâu dài. Còn đối với những nguồn dược liệu mà không thể trồng được khi khai thác thì cần phải bảo tồn, duy trì và chăm sóc để làm sao cái cây cho dược liệu đó phát triển để sử dụng cho nhiều lần tiếp theo. Văn Bản cũng là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển các loại cây dược liệu. Đã có nhiều đơn vị, doanh nghiệp đầu tư khai thác thành công nguồn tài nguyên quý giá này. Như hợp tác xã Thế Tuấn, mỗi năm có doanh thu trên 1 tỷ đồng từ việc chuyên chiết xuất các loại tinh dầu từ thảo dược. Khai thác theo hướng bền vững là một, thứ hai là chúng tôi sẽ gây trồng thêm và đang nghiên cứu cái cách nhân giống cây đại bi để chúng tôi đưa cho bà con, để cho bà con trồng để chăm sóc, và chúng tôi thu mua lại những cái nguyên liệu để chúng tôi chiết xuất tinh dầu cũng như là làm trà thảo mộc cao thảo dược. Văn Bản đặt mục tiêu hình thành vùng sản xuất cây dược liệu phát triển ổn định và bền vững, gắn sản xuất với khai thác du lịch sinh thái. Dự kiến đến năm 2025 sẽ phát triển thêm 280 ha. Kêu gọi thu hút đầu tư đến từ các cái doanh nghiệp để trồng phát triển một số cái cây dược liệu trên địa bàn của huyện, tập trung vào các cái địa bàn mà có cái thế mạnh về cây dược liệu như là ở Nậm Chày, Nậm Xây, thế rồi là như là Liêm Phú, Nậm Tha, Trình Ken. Lào Cai phấn đấu đến năm 2030, diện tích dược liệu đạt trên 5.000 ha, sản lượng 28.000 tấn. Giá trị trên 900 tỷ đồng. Việc gắn khai thác với bảo tồn và phát triển vùng trồng dược liệu phù hợp sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu này, đồng thời tạo sinh kế bền vững cho nhân dân và thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo tinh thần nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.